Nếu bạn đang có dự định xây nhà trong năm 2023 mà chưa tìm được ý tưởng thiết kế, hãy tham khảo ngay mẫu biệt thự đẹp ấn tượng dưới đây của Thảo Lương Home. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp của Thảo Lương Home. Trong video ngày hôm nay, Giang Huy sẽ cùng quý vị chiêm ngưỡng mẫu biệt thự đẹp hợp xu hướng năm 2023 mà nhiều gia chủ đang rất quan tâm. Đây là mẫu biệt thự 7 tầng, một tum của anh Việt ở Hà Nội do Thảo Lương Home thiết kế và thi công trọn gói. Sau khi nghiên cứu, bàn bạc, trao đổi thật kỹ lưỡng, các kiến trúc sư Thảo Lương Home và anh Việt đã đi đến quyết định thiết kế một mẫu biệt thự cổ điển 1.000m², 7 tầng, một tum với chi phí là 7 tỷ đồng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, quý vị có thể thấy biệt thự của anh Việt mang đến vẻ đẹp ấn tượng, đầy sáng tạo, vừa mang đến diện mạo phá cách, vừa đảm bảo kết cấu vững chắc. Với một mặt tiền duy nhất, diện tích không quá lớn, nhưng sự xuất hiện chắc chắn làm sáng cả một cung đường. Hệ cổng của tường rào sử dụng sắt mỹ nghệ kết hợp với những đường nét uốn lượn mềm mại, giúp người nhìn dễ dàng cảm nhận được nét đẹp ngoại thất bên trong biệt thự. Thiết kế đồng nhất giữa hệ tường bao, cổng cùng ngoại thất nhà tạo sự kết nối chặt chẽ cho không gian. Tông màu be nhẹ nhàng, nền nã tạo điểm nhấn khi ốp đá ở tầng 1 đem đến vẻ đẹp sang trọng và quý phái cho biệt thự. Nổi bật trên đó là hệ thống cửa nhôm kính khung đen uốn lượn mang đến vẻ đẹp mềm mại. Sự kết hợp hài hòa của màu sắc ngoại thất làm cho toàn bộ công trình trở nên hoàn hảo, độc đáo và cực kỳ thu hút. Bậc ngủ cấp được lát đá granite phối màu vàng, xám kết hợp với hai bên tay vịn lan can uốn cong, mở rộng ra phía ngoài giống như đang chào đón các vị khách tới viếng thăm. Số 5 trong bậc ngũ cấp sẽ rơi vào chữ sinh, theo quy luật tuần hoàn trong sinh, lão, bệnh, tử. Số bậc chuẩn phong thủy mang đến những điều tốt lành và phát tài, phát lộc cho gia đình. Không những vậy, ở chính giữa bậc ngũ cấp còn được thiết kế thêm gạch liền để xe có thể chạy lên xuống thuận tiện. Hệ cột vuông được bố trí theo những tỷ lệ phù hợp để chống đỡ cho công trình. Mặt khác, nâng tầm sự bề thế, uy nghi cho toàn bộ không gian. Trang trí thêm tượng đẹp mắt ở đầu cột, tăng thêm sự xa hoa, đài cát cho biệt thự. Điểm nổi bật trong thiết kế này chính là hệ thống hoa văn, họa tiết cầu kỳ, tỉ mỉ và các lớp phào chỉ xếp tầng tinh tế ở diện tường, mái sảnh tạo thành điểm nhấn nổi bật, khỏe khoắn cho công trình. Mái sảnh được thiết kế hình vòm cong nghệ thuật, phía trên kẻ chỉ tinh tế và sử dụng hoa văn làm điểm nhấn. Ngoài ra, mặt tiền biệt thự còn nổi bật với kính hoa đồng xuyên suốt các tầng, mang lại sự khác biệt cho công trình. Kiểu thiết kế vừa tạo được sự thoáng đãng, vừa cân bằng được ánh sáng chiếu vào bên trong công trình. Hệ thống cửa được bố trí hợp lý, đúng phong thủy, mang lại tài lộc, may mắn và giúp sự nghiệp của gia chủ thuận buồm xuôi gió. Thảo Lương Home đã mang đến chút phá cách cho phần mái, thay vì trang trí cổ điển như những công trình khác thì các kiến trúc sư đã thiết kế thêm tượng bát mã ở phần mái, nổi bật nhưng vẫn hài hòa với tổng thể. Bát mã truy phong với ngụ ý cầu chúc sự thành công, đồng lòng, hoan hỷ và bình an. Tất cả cộng hưởng với nhau để làm nên một công trình biệt thự đẹp, sang trọng trong từng khoảnh khắc nhìn. Mẫu biệt thự của anh Việt ở Hà Nội tinh tế, khéo léo khi phát họa cá tính, phong cách riêng của gia chủ thành một mô hình nhà ở riêng biệt, khẳng định cá tính và đẳng cấp. Theo đó, việc sở hữu một tòa biệt thự cổ điển sẽ giúp vị thế của chủ đầu tư được nâng cao, mang tới cho gia đình cuộc sống tiện nghi, sung túc. Nếu quý vị đang có nhu cầu xây biệt thự, lâu đài, hãy liên hệ ngay hotline của Thảo Lương Home. Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư giàu kinh nghiệm, chúng tôi tin chắc sẽ đem đến những công trình đẹp, chuẩn phong thủy và hợp xu hướng cho quý khách hàng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video kế tiếp.